Ok anh em nha, mình sẽ solo Việt VN trong ngày hôm nay em nha. Việt VN là một thanh niên chơi cực kỳ gắt anh em ạ. Không thể đùa được với Việt VN tí nào cả. Quá hay luôn. Được rồi, tôi sẽ cố gắng thắng bại trong ván đấu này. Hy vọng là như thế. Đánh hay lắm anh em ạ. Mấy thanh niên tôi đánh gắt lắm, tôi không là cái gì cả. Tôi chỉ là boss để cho cái em mới luyện tập thôi anh em ơi. Cố lên nào, cố lên nào. Càng lắm. Xin dần lên luôn em nha. Sơi châu dần luôn. Một thanh niên này đào luôn kim cương đi. Ba dân đào vàng và hai dân đào kim cương là 5 dân anh em nha. Trận đấu này tôi sẽ thủ Việt thôi. Bắt buộc phải thủ anh em ạ. Không ăn được. Việt là một gì đó rất là nguy kinh dị và nguy hiểm anh em ạ. Thường thường là Việt sẽ chơi cung vàng. Nó thì hay chơi cung vàng lắm. Ai vậy rồi, đa phần thấy mấy bạn trong đây chơi để chơi cung vàng anh em ạ. Tôi mang phù thủy hồi máu đi, hy vọng là khắc chế được cung. Hy vọng thôi nha. Không biết có khắc chế được hay không. Đấy thì chưa biết được. Cho một cung lên anh em nha, cho một cung lên anh em nha. Hai cung luôn. Chiếm cái này đã tính sau. Nó bắn thì mình rút đúng không? Còn đấu cung với Việt đã không đấu được rồi, tôi phải chơi cái chiến thuật kiểu thủ thủ thôi. Một hit, một hit, một hit, một hit, ôi máu, ôi máu, đủ hai hit. Cay nhỉ, bắn không bắn nhiều, bắn đúng hai hit mà nó bắn chuẩn vãi luôn anh em ạ. Kìa thủ mà nên làm gì, nó bắn chuẩn cực kỳ luôn, thề luôn, không hiểu sao này vậy. Kìa cái con phù thủy này tôi điều khiển nó đi lên nó lại đi xuống anh em ạ. Con phù thủy này tôi điều khiển nó đi lên không hiểu sao nó lại đi xuống. Đừng đừng về nó dụ, đừng đừng bị nó dụ em ơi, đừng bị nó dụ, đừng bị nó dụ anh em, đừng bị nó dụ, đừng bị nó dụ. Đừng bị nó dụ anh em. Đừng bị nó dụ anh em. Xong xong đây, đỡ đỡ. Đỡ 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 đỡ. Bật bóng lên, bật bóng lên. Nếu vẫn đi một cung anh em ạ. Thế mới cay. Tôi chỉ đứng ngoài thủ đây. Anh em bây giờ chơi với Việt phải dùng cái đấu pháp này. Thủ toàn tập anh em ạ, không nói nhiều. Ăn chưa, xong rồi tí nữa là nó sẽ chuyển sang đấu kiếm anh em nha. Biết mà, tôi biết mà. Đọc vị luôn anh em ạ, chơi nhiều rồi hiểu nhau rồi anh em nhá. Chờ kim cương xin xin đấy. Xin xin pháp sư lỗ đây anh em ạ. Hơi ít kim cương. Sẽ cho một thằng dân này đào kim cương anh em nhá. Đào kim cương đi em ơi. Lúc nào phải đưa phù thủy hồi máu lên trên anh em nhá. Nếu muốn thắng Việt thì chỉ có cách đấy thôi. Đưa phù thủy hồi máu lên trên để cho nó chắn, nó chắn. Chờ tôi xin được phù thủy đã, tôi sẽ công việc anh em nha. Nói công vậy thôi mà không biết có thắng hay không thì xem xét anh em ạ. Đít mẹ đúng lúc mạng hay bị đít game, mẹ văng ra. Được ván đánh hay lát mẹ văng game. Ok anh em nha, được trận đánh cái thằng Việt nó ra cái hồn tí thì bị văng game anh em ạ. Ok chiến luôn. Thằng Việt nó cứ mời kiểu như là mình bị văng game sao ấy. Thằng nhé thì để mình mời cơ thì không bị văng game, nhưng mà Việt mời thì mình sẽ bị văng game. Hình như là như thế. Xin luôn quân anh em nha. À xin luôn dân nè. Việt nó sẽ chơi cái thằng cung vàng đầu tiên nha. Không biết bây giờ nó đã đổi chiến thuật chưa thì mình không biết nhá. Khả năng là nó sẽ chuyển sang chơi ninja anh em ạ. Nghỉ lắm. Lúc nãy trận đấy mình đánh mình lộ chiến thuật anh em ạ. Mình chơi phù thủy hồi máu. Và thôi mình sẽ quyết định vẫn dùng cái chiến thuật này anh em ạ. Mình tự tin là chiến thuật này mình có thể thắng được. Có cơ hội thôi. Chứ không biết là có thắng này hay không, nhưng mà mình có cơ hội anh em nha. Khả năng là mình sẽ có cơ hội thắng được nha. Ok anh em.
Chờ tí, chờ tí, chờ tí. Ôi ít vàng ấy. Nhanh nào lính đào vàng nhanh khẩn trương đi. Giờ này mình sẽ đánh thủ với Việt anh em nha, đánh thủ nha. Xin một cung ra để lên chiếm cái trụ đá này rồi rút về luôn anh em nha. Mình thì không mang cung vàng, Việt thì nó hay chơi kiểu cung vàng lắm, nó hay xin cung vàng đầu tiên lắm. Nó thủ thủ đúng đầu rồi nó xin cung vàng đầu tiên, mình hiểu mà. Rồi sau đó thì tôi sẽ xin phù thủy hồi máu ra. Nó chơi cung lửa nhá. Ô, không để ý hình như Việt chơi cung lửa đúng không anh em? Hình như là Việt chơi cung lửa anh em nha. Không hiểu kiểu gì mà khi tôi xin một cung này mà nó đã xin được một cung vàng ấy. Nên bây giờ tôi đi tới đây này nó đã xuất hiện một thằng cung vàng rồi. Thề luôn, kinh dị đéo chịu được. Kinh dị của kinh dị luôn anh em ạ. Không biết chơi gì anh em ơi. Nếu mà chơi ninja thì tôi sẽ chuyển sang chơi phù thủy. Ủa ấy biết ngay mà. Rút luôn. Rút luôn, rút luôn, rút luôn. Không toang ấy. Không rút là toang ấy. Ấy. Kể cho Việt chiếm nha. Một cung vàng này nó bắn hai phát vào cung của tôi toang luôn anh em ạ. Mà thằng Việt nó điều cung thì anh em khỏi phải nghĩ luôn. Không có vấn đề gì để bàn cãi đâu. Điều quá hay luôn anh em ạ. Nó điều quá hay luôn anh em ơi. Nó điều quá hay luôn. Không có gì phải nghĩ luôn anh em ạ. Đủ. Giả vờ thì thôi, giả vờ thì thôi, giả vờ thì thôi anh em nhá. Giả vờ thì thôi, giả vờ thì thôi. Tỏ ra vẻ nguy hiểm thì thôi anh em ạ. Chứ thực ra là mình phải rút quân anh em nhá. Chưa ăn được đâu. Tỏ ra vẻ nguy hiểm thì thôi anh em nhá. Chứ đừng ngu gì mà đâm đầu vào. Chết có ngày đây anh em ạ. Không ăn được Việt Vi ăn đâu. Cứ bình tĩnh anh em nhá. Xin thêm dân. Phù thủy sẽ hồi máu ra. Xin thêm một phù thủy đam nữa. Chỉ cần mình thủ được một tên thôi. Chỉ cần mình thủ được một tên thôi anh em ơi. Thằng này cho đào kim cương. Ninja biết ngay mà chơi ninja mà. Cái cái cái. Hồi máu đi, hồi máu nha, hồi máu. Liên tục là những pha phải nói là tấn công kinh dị của hai bên anh em ạ. Tôi vẫn đang cố gắng chơi hay hết sức có thể anh em ạ. Hồi máu đi cho anh em đi. Liên tục là những pha tấn công đáng sợ đến từ Việt VN. Nhưng mà bây giờ hiện tại tôi đang chiếm được cái trụ này. Mà tôi cứ bình tĩnh thôi nha em nha. Không đi đâu mà vội mà vàng vào. Làm gì cho nó mà căng đúng không anh em? Gì đâu mà căng. Gì đâu mà căng đúng không anh em? Chờ thêm quân đi tính sau. Thôi xịt tăng rồi, xịt tăng anh em, xịt tăng nha, xịt tăng nha, không sao không sao. Không sao không sao không sao không sao. Không sao cả, không sao cả, không sao cả. Không sao cả các bạn ơi, cơ hội tôi thắng Việt VN là đây. Cơ hội có 1-0-2 đây anh em ơi. Cơ hội có 1-0-2 đây. Đủ sao nó nhiều thằng ninja thế. Cơ hội có 1-0-2 nhân VB thắng Việt VN anh em ơi. Nhưng mà không biết có ăn được hay không. Nhưng mà tôi đang trong thế công anh em nha. Tôi đang trong thế công anh em ơi. Hay. Hay 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 hay. Cơ hội rồi, cơ hội rồi. Cơ hội anh em nha.
Cơ hội có 1-0-2 luôn. Yes. Yes. Yeah. Yeah. Tấn công em. Tấn công. Tấn công. Tấn công. Tấn công nào. Uầy. Bật phóng đây, bật phóng đây anh em. Rút quân đi, giả vợ, giả bộ rút quân, giả bộ rút quân. Sau đó đặt băng ở đây. Tấn công, tấn công, tấn công. Hay lắm, đó chỉ là một cú lừa em ơi. Tuyệt vời mặt trời. Cơ hội, cơ hội, cơ hội, cơ hội, có cơ hội, có cơ hội anh em nha. Có cơ hội, ui thằng này rất nhiều, nhiều tấn công luôn. Được ăn cả ngã về không anh em ơi. Được ăn cả ngã về không anh em nha. Rồi ok. Đã chịu được. Yes. Anh ơi nha. Ai cũng có khi chúng ta cố gắng thì chúng ta sẽ cố gắng thì sẽ chơi được thôi. Nhưng mà đấu thắng Việt với em là một người không phải đơn giản. Tôi đã nghiên cứu rất là nhiều rồi với giải đánh thắng thất bại anh em nha.